Bệnh viện là nơi chúng ta đến để khám chữa bệnh và nói cách khác là để yên tâm hơn về sức khỏe. Nhưng có một thực tế là những người đến viện rồi tình trạng lại còn nghiêm trọng hơn. Đó là do họ vô tình trở thành nạn nhân của các vụ hành hung hoặc là ẩu đả. Nhưng bị hành hung nhiều nhất vẫn là các y bác sĩ. Liên tục các vụ việc bác sĩ bị người nhà bệnh nhân, thậm chí là bệnh nhân tấn công xảy ra trong thời gian qua khiến cho an ninh bệnh viện trở thành một vấn đề nóng. Và tất nhiên là người dân cũng bất an hơn khi đến viện. Nguồn gốc dẫn tới những vụ bạo lực ngay trong chính cơ sở y tế đó là gì? Và ngành y tế phải làm gì để y bác sĩ có thể yên tâm làm việc, còn bệnh nhân thì có thể yên tâm điều trị? Đó cũng là điều mà chúng tôi trăn trở và muốn bàn cùng với một bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bác sĩ Phạm Thanh Tùng, hiện đang công tác ở tại Bệnh viện Thanh Nhàn ở Hà Nội. Và điều đặc biệt là bản thân của bác sĩ Tùng cũng là một người đã từng bị người nhà bệnh nhân đánh khi đang cấp cứu cho người bệnh. Và trước khi nghe câu chuyện của bác sĩ Tùng thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip ngắn dưới đây. Thấy nó choáng mà muốn xỉu nhưng mà đứng đấy tự không dám lên tiếng, đỡ sợ lên tiếng anh ấy quay lại anh ấy đánh lại. Là sau khoảng độ 30 phút sau thì anh ấy tự ra anh ấy đánh và hành hung nhân viên. Trước những sự việc đó cũng phải có những cái biện pháp để bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế thì nhân viên y tế mới yên tâm trong công tác khám chữa. Và trước khi chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Tùng về những câu chuyện cũng như những chia sẻ của anh, một người trong cuộc, một người công tác trong ngành y cũng đã từng bị hành hung. Như chúng ta đã thấy rằng là hiện thì cũng đăng tải rất nhiều những vụ hành hung xảy ra ở tại các bệnh viện thì thường xảy ra ở tại phòng cấp cứu, nơi mà tính mạng của bệnh nhân lúc đó thì rất là mong manh. Và có thể nói là những người y bác sĩ thì lại là những người mà trực tiếp cứu chữa cho bệnh nhân nhưng cũng là người mà thường phải chịu sự hành hung. Bác sĩ Tùng thân mến, anh cũng đã từng bị hành hung ở trong bệnh viện, thì anh có thể kể lại câu chuyện của anh, tình huống đó xảy ra như thế nào? Tình huống tôi bị hành hung là trong một buổi trực, tôi được bệnh viện phân công như thường quy. Thì trong lúc tôi đang khám cho một bệnh nhân bị đau bụng thì có một người tự xưng là người nhà của bệnh nhân khác đến và hành hung và chửi tôi. Thì cái sự việc này diễn ra làm tôi rất là bàng hoàng. Và anh bị hành hung cụ thể là anh bị người nhà bệnh nhân làm gì anh ạ? Lúc đấy thì người nhà bệnh nhân dùng tay để đấm vào mặt tôi. Vâng, có thể nói là một cái hành động thể hiện rõ là cái sự tức giận cũng như là khó kiềm chế của người nhà bệnh nhân đúng không ạ? Vậy thì sau cái vụ hành hung đó thì vụ hành hung đó có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh hay không? Vụ hành hung đó thì làm cho tôi bị gãy xương gò má. Mạnh đến như vậy? Đúng rồi. Và phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì sau vụ hành hung đó thì nó có ảnh hưởng gì đến công việc của anh khi mà anh tiếp tục công tác tại bệnh viện hay không? Mặc dù là được những đồng nghiệp và ban giám đốc cũng như lãnh đạo bệnh viện rất là động viên, nhưng mà về mặt tâm lý thì mình vẫn rất là hoảng loạn, hoảng sợ trong những thời gian đầu khi mà bắt đầu quay trở lại công việc. Vâng. Nói một chút về tâm lý của anh khi mà sau khi bị người nhà bệnh nhân hành hung như vậy, thì ngoài cái tâm lý là hoang mang, lo lắng và hơi có một chút lo lắng khi mà cấp cứu cho những ca bệnh, thì anh có cái tâm lý nào bực bội hay là bất mãn gì không? Nó cũng có, như tôi thì cũng có tâm lý là cũng thấy bất mãn. Vì nghề của chúng tôi là nghề khám và chữa bệnh cho người bệnh. Nhưng những người khác với suy nghĩ thiếu sự suy nghĩ thì lại đem áp đặt những suy nghĩ của người ta, sự thiếu hiểu biết đó áp đặt lên cái công việc của chúng tôi, làm cho cái công việc của chúng tôi trở nên vô nghĩa. Và người ta dồn tất cả những sự bực tức, những sự tổn thương của người nhà, của bệnh nhân lại dồn lại cho những người bác sĩ của chúng tôi. Đấy là điều làm tôi rất là bực và khó chịu. Vâng, khi người nhà của mình mà xảy ra tai nạn thì bực bội hoặc là cáu gắt là chuyện đương nhiên có thể xảy ra, nhưng mà chút nó lên đầu những cái nhân viên y tế đang hết sức tận tình cứu chữa cho người nhà của mình thì đó là hoàn toàn sai lầm đúng không ạ? Cá nhân anh thì sau vụ việc đó, mỗi khi mà cứu chữa cho những ca bệnh cấp cứu, anh có cái chút đề phòng nào đối với những người nhà của bệnh nhân không? Đó là tâm lý mà tôi
có sau khi mà bị những bị vụ hành hung xảy ra thì làm cho mình có cảm giác phải đề phòng. Ngoài những sự về thuyết phục, sự giải thích đối với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân về tình trạng bệnh, mình cũng đề phòng những người mà được tự xưng là người nhà của bệnh nhân, những người mà có thái độ không đúng mực, thì đấy là tâm lý đề phòng. Vâng. Nói vậy thôi nhưng mà anh vẫn phải làm cái công việc chính của anh là cứu chữa cho các bệnh nhân, thì cái sự đề phòng nó chỉ ở một cái chừng mực nhất định, đúng không ạ? Và tôi thấy rằng là cứ mỗi khi mà có những cái vụ hành hung cán bộ y tế được đăng tải trên các phương tiện truyền thông thì giới chức lại kêu gọi là cần phải tăng cường siết chặt an ninh ở bệnh viện. Vậy thì tại bệnh viện mà anh đang công tác thì cái việc đảm bảo an ninh an toàn cho các y bác sĩ đang được thực hiện như thế nào? Tại bệnh viện Thanh Nhàn thì với ban giám đốc và lãnh đạo bệnh viện thì rất quan tâm đến cái việc mà bảo vệ cho nhân viên y tế, những lực lượng như đội tuần tra hay là công an thành phố kết hợp với công an thành phố thì được tăng cường rất là nhiều. Ngoài ra còn các hệ thống camera được lắp đặt ở khắp bệnh viện thì làm cho tâm lý của những nhân viên làm việc trong bệnh viện được tốt hơn và cảm thấy là an toàn hơn. Vâng, chắc chắn rằng là các bệnh viện cũng đã có những cái sự gia tăng biện pháp để đảm bảo an ninh an toàn cho bác sĩ. Nhưng không biết với là một người trong cuộc, anh có nghĩ rằng anh có đủ yên tâm khi mà có những cái phương tiện bảo vệ như vậy cho quá trình làm việc của mình? Anh có yên tâm không? Như thời điểm hiện tại thì mình thấy là tạm là yên tâm. Vì ngay như kể cả như ở trong khoa cấp cứu, như tiếp nhận bệnh nhân ban đầu thì cũng có lực lượng của công an thành phố đứng rất gần với phạm vi kích hoạt động rất gần, và lực lượng tuần tra biên phòng, tuần tra của bệnh viện cũng rất là nỗ lực. Vâng, tôi cũng được biết là sau một vài những cái vụ khá là nghiêm trọng xảy ra gần đây thì nhiều bệnh viện cũng đã tăng cường thêm lực lượng an ninh, đặc biệt là đã có thêm công an để đảm bảo an ninh tại bệnh viện. Chúng ta mở rộng ra nhìn một chút nữa thì khi mà xảy ra những cái vụ với cá nhân anh ấy, anh bị người nhà bệnh nhân đánh này, anh cũng có sự bức xúc nhất định, rồi rất nhiều vụ các bác sĩ khác cũng bị hành hung. Theo anh thì nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng những người đi cứu người như các anh lại bị hành hung đến như vậy? Nguyên nhân thì theo bản thân tôi thì thấy trước tiên nó là sự về mặt pháp luật. Thì thấy những cái hình thức mà để trừng phạt đối với những người mà hành hung người khác, như theo như cảm nhận của tôi thì cảm giác là nó còn chưa đủ mạnh. Ngay kể cả như bệnh người khác hành hung, người ta cũng chưa nghĩ được là như mức độ của mình làm như vậy nặng hay nhẹ. Đấy là sự thiếu hiểu biết của những người mà thiếu cái sự tính toán. Với thứ hai là cái sự thiếu hiểu biết trong những cái bệnh lý, đặc biệt là những cái trường hợp tai nạn hay những trường hợp cấp cứu. Rất nhiều trường hợp không phải là vào viện trong tình trạng cấp cứu nhưng vẫn kêu là tôi muốn cấp cứu, là sự thiếu hiểu biết về y tế phổ thông. Vâng, như vậy là đấy là những cái nguyên nhân, tôi nghĩ rằng là nguyên nhân thiếu hiểu biết có thể là một nguyên nhân để đưa ra. Nhưng anh có nghĩ gì về cái nguyên nhân khi tại sao bây giờ không chỉ ở bệnh viện đâu, ở bên ngoài xã hội, thậm chí là trong trường học, ở trong các gia đình, người ta rất là dễ dàng dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau. Chỉ cần ví dụ như là va chạm giao thông cũng có thể đánh nhau rồi, ngay cả những cái cô gái trông có vẻ nữ như chị Thanh Huyền hay chẳng hạn, rất có thể là lao vào đánh nhau, đánh cả đàn ông nữa. Theo anh thì cái điều gì khiến cho con người ta dễ bùng phát ra như vậy? Có thể là trong cuộc sống hiện đại thì nó có quá nhiều những cái để làm cho người ta có áp lực với cuộc sống, cả về học hành, cả về phương tiện mưu sinh, làm cho người ta tăng áp lực lên. Vì vậy nên là những cái lúc mà người ta không kiểm soát được hành vi thì nó làm bộc phát ra những hành động và thiếu suy nghĩ, làm cho gây nên những hậu quả khó lường. Nhưng lẽ ra tôi nghĩ rằng là ok, tôi đồng ý rằng là áp lực cuộc sống là một điều khiến chúng ta dễ bị căng thẳng này, dễ bị bùng phát và cũng dễ hung hăng hơn là một nguyên nhân. Nhưng anh nghĩ sao về việc là thay vì trông chờ khi có một cái mâu thuẫn, có một cái vấn đề gì đó xảy ra, thay vì trông chờ rằng là sẽ có một cái cơ quan nào đó đứng ra để giúp chúng ta đòi lại công bằng, giải quyết, thì người ta phải tự xử. Thì cái điều đó nó phản ánh cái điều gì theo suy nghĩ của anh? Điều đó thì thấy thể hiện sự bất lực của pháp luật. Nếu mà pháp luật đủ mạnh, đủ sức răn đe và đủ sự tuyên truyền đối với người dân, người ta hiểu được nhiều hơn đối với những hành động và hành vi sai trái của người ta thì sẽ trả giá
bằng những sự trừng phạt của pháp luật mạnh mẽ thì người ta sẽ suy nghĩ lại và sẽ chùn tay hơn. À vâng, thưa bác sĩ, là đó là những điều mà chúng ta khó có thể thay đổi được một sớm một chiều, nhưng mà điều mà chúng ta có thể dễ dàng thay đổi hơn đó là thay đổi chính từ trong bản thân của chúng ta. Bởi vì bạo lực thì suy cho cùng cũng là do con người không thể kiểm soát được bản thân. Vậy thì từ góc độ là một bác sĩ thì bác sĩ có lời khuyên nào cho những người mà không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, và trong những cái tình huống mà mình cảm thấy rất dễ dẫn đến bạo lực thì nên làm như thế nào để kiểm soát nó? Nếu để kiểm soát được thì như theo bản thân tôi thì thấy là mình nên suy nghĩ đến cái gốc cuối cùng. Nếu mình hành động như vậy, được cái gì? Nếu mà hành động như vậy, mình sẽ bị mất tất cả. Mình sẽ vướng vào nhiều cái mà hành vi mà pháp luật phải trừng phạt. Thì nó sẽ làm giảm bớt cái sự hung hăng. Cái thứ hai là mình suy nghĩ cái như đặt về trong hoàn cảnh về y tế như hiện tại. Thì mình ấy bệnh lý như vậy cần thiết có sự giải thích của bác sĩ hay không, cần phải yêu cầu là bác sĩ giải thích nó cặn kẽ, mình để tìm hiểu, mình để rõ hơn cái tình trạng mà bệnh của mình hoặc là người nhà mình đang bị có nặng nề quá hay không, và những phương pháp nào điều trị thích hợp để cần thiết mình điều trị ở đây hoặc là tuyến cao hơn thì sẽ trao đổi trực tiếp với bác sĩ thì sẽ có lời khuyên tốt hơn. Vâng, như vậy là những người nhà bệnh nhân nếu như mà cảm thấy bực tức thì trước hết là phải nghĩ rằng là mình sẽ không được lợi gì từ việc xô xát với bác sĩ. Và thứ hai là cần phải tìm hiểu kỹ hơn về các căn bệnh mà người nhà mình mắc phải trước khi mà đổ lỗi tất cả lên đầu bác sĩ, được không ạ? Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Thanh Tùng vì đã tới với Trường Quay Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, không chỉ trong bệnh viện mà trong cả xã hội thì việc hành xử bằng bạo lực đang có xu hướng gia tăng. Giải quyết vấn đề này vì thế không chỉ đơn thuần là xử lý ở phần ngọn bằng các giải pháp như là tăng cường an ninh, tăng thêm công an, thêm bảo vệ, mà cần phải đi tìm nguyên nhân sâu xa về nguồn gốc của bạo lực để giải quyết tận gốc. Ngoài việc phải làm sao để người dân có thêm niềm tin vào pháp luật và hạn chế được tình trạng tự xử, thì trong việc giáo dục, bao gồm cả giáo dục gia đình, cũng cần phải xem bạo lực là một nguy cơ cần phải phòng ngừa. Và chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.